Như vậy, chỉ còn một tuần nữa các thí sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Để giúp thí sinh đạt được kết quả tốt nhất, bên cạnh việc tổ chức ôn tập, các nhà trường còn quan tâm động viên tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này. Sau thời gian ôn tập tại lớp, những trận đấu bóng chuyền như thế này đã giúp các em học sinh khối 12, trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành thư giãn, giảm bớt áp lực khi luyện đề. Đối với chúng em, kỳ thi trung học phổ thông rất quan trọng và áp lực ạ. Nhờ nhà trường tạo điều kiện có những hoạt động như kiểu bóng chuyền, bóng rổ, cờ vua đã khiến việc ôn tập đỡ áp lực hơn ạ và thành tích học tập cũng tăng lên ạ. Để chống nóng cho học sinh trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát, bảo dưỡng các thiết bị, đảm bảo 100% các lớp ôn tập đều có đèn chiếu sáng, quạt mát. Cùng với đó, nhà trường còn lắp đặt các hệ thống lọc nước để cung cấp nước uống hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Thời tiết năm nay cũng khá là nắng nóng. Tuy nhiên thì nhà trường cũng đã sắp xếp cho chúng em những nơi học tập mát mẻ như là căng tin, lớp học, hội trường để chúng em học hiệu quả hơn để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các nhà trường bên cạnh việc tổ chức ôn tập cho học sinh cần hỗ trợ, tư vấn tâm lý, giúp các em thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi. Giáo viên ngoài triển khai nhiệm vụ ôn tập còn thường xuyên trao đổi với phụ huynh, động viên, hướng dẫn các em xây dựng lịch ôn tại nhà hiệu quả. Để đảm bảo các sức khỏe cho học sinh trước cái kỳ thi thì nhà trường đã có một số các cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là sắp xếp cái thời biểu học tập, sinh hoạt của học sinh khoa học phù hợp theo từng giai đoạn. Đặc biệt là cái giai đoạn cuối là giai đoạn tháng 6 với cái thời tiết nắng nóng thì nhà trường thứ nhất là nâng cao cái chất lượng bữa ăn cho học sinh. Thứ hai là sắp xếp cái thời gian học trên giảng đường phù hợp. Thứ ba là có các giải pháp để giảm thiểu cái nắng nóng, đảm bảo cái sinh hoạt ngủ nghỉ của học sinh phù hợp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 6. Toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 39.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ở giai đoạn chạy nước rút này, các thí sinh nên học tập kết hợp với nghỉ ngơi, thư giãn để không quá căng thẳng, áp lực. Điều đó sẽ giúp các thí sinh tự tin, thoải mái để có thể đạt được kết quả tốt nhất tại kỳ thi này.